khi tốt nghiệp thì sẽ ăn sáng tại 10 giờ mới 10:45 mới vô. Đồ ăn sáng. Big breakfast, không biết ăn gì vậy. Mẹ rất là thích ta. Vớt bọt. Vớt bọt. Ly ba đã bị vớt sạch. Mẹ tí vớt bọt. Cảm nhận khi dự lễ tốt nghiệp hả? Cảm nhận khi con mình đã nhận được bằng, trời ơi, mấy ngàn học sinh lần mà thì nãy nói là 86 ngàn sinh viên.